Để bảo mình sử dụng phép đối xứng để vẽ trục đối xứng sao cho đoạn ME, đoạn ME đối xứng với cái đoạn ở dưới. Vậy mình muốn canh ME theo đoạn ngay đây và mình muốn dùng phép đối xứng để xem đề mình muốn gì, mình làm gì. Mình muốn vẽ trục đối xứng mình nhấn vào đây chỗ đối xứng qua đường tự. Vậy mình có hai cặp tọa độ ngay đây. Vậy đề muốn mình tìm đường mà mình sẽ đối xứng qua với hai điểm ở trên đường đó. Để xem nào. À, để làm vậy mình nghĩ mình cần viết xuống Và để mình lấy bản nháp ra Và mình đã sao chép biểu đồ qua à, Đường chiếu đối xứng Mình có thể nghĩ như vậy Mình muốn lấy điểm E Mình lấy điểm E theo điểm ngay đây à, Mình muốn lấy điểm M Theo điểm ngay đây Vậy khoảng cách giữa một điểm Bất kỳ với điểm tương ứng Trên hình chiếu Phải cách đều Từ trục đối xứng cái này và cái này phải cách đều trục đối xứng cái này và cái này là e và điểm này phải cách đều trục đối xứng nói cách khác trục đối xứng phải chứa trung điểm giữa hai điểm hồng này và nó cũng phải chứa trung điểm giữa hai điểm xanh đậm này Ờ, à, vậy hãy tính trung điểm mình tính toán một tí là ra và độ cho e ngay đây là để xem nè x bằng âm 4 y bằng âm 4 và tọa độ của điểm tương ứng e trong ảnh là cái này là x bằng 2 x bằng 2 và y bằng âm 6 vậy trung điểm giữa âm 4 âm 4 và 2 âm 6 à, mình chỉ cần tính trung bình của 2 y để mình mình sẽ làm ngay đây vậy nếu mình lấy trung bình của 2 x nó sẽ bằng âm 4 nè cộng 2 chia 2 vậy đó là trung bình của 2x và rồi trung bình của cộng của 2y âm 4 cộng âm 6 trên 2 âm 4 cộng âm 6 trên 2 rồi đóng ạ để xem âm 4 cộng 2 là âm 2 chia 2 thành âm 1 vậy nó sẽ bằng âm 1, âm 4 cộng âm 6 đó là bằng âm 4 trừ 6 sẽ bằng âm 10 chia 2 thành âm 5 để mình làm bằng một xanh dương để bạn thấy nó từ đâu ha à, sẽ bằng âm 5 vậy đó đó sẽ là trung điểm giữa E và điểm tương ứng trên hình chiếu để xem mình có thể vẽ nó để cái này sẽ bằng à, điểm này ngay đây sẽ bằng âm 1, phải âm 5 phải x bằng âm 1 y bằng âm năm vậy nó là điểm ngay đây nó thực sự nhìn giống trung điểm nó có vẻ cách đều e và điểm này ngay đây vậy nó sẽ nằm trên cái trục đối xứng Rồi hãy tìm trung điểm của m và điểm này ngay đây ở à, tọa độ của m là x bằng với âm năm và y bằng với ba tọa độ ở đây là x x là bằng bảy và y bằng âm một Vậy trung điểm tọa độ x của trung điểm sẽ bằng trung bình cộng của hai x này. ở ờ, để xem nó sẽ bằng âm cộng 7 trên 2. Ok. Và tọa độ y của trung điểm sẽ bằng trung bình cộng của các y. Vậy là 3 cộng âm 1 trên 2. Để xem âm 5 cộng 7 là bằng 2. Chia 2 là thành 1. 3 trừ 1. 3 cộng âm 1 là bằng 2. Chia 2 bằng 1 luôn. Ờ vậy điểm có tọa độ 1,1 là trung điểm của hai điểm này vậy 1,1 uhm, như vậy vậy trục đối xứng sẽ chứa hai điểm này vậy hai điểm này là định nghĩa một đường để mình vẽ trục đối xứng vì mình đã tính ra cả rồi trục đối xứng sẽ nhìn như thế này mình muốn vẽ nó thẳng hơn như vậy nó sẽ nhìn như thế này ok và cái này có vẻ là trục đối xứng thọ mình hơi lực ra khỏi điểm hồng đó tí để mình đi qua điểm hồng Ok đây rồi Cái này trông giống như sụt trục đối xứng luôn đó Vì mình có thể chọn một cái điểm bất kỳ trên đoạn ME Ví dụ điểm này Và nếu mình đối xứng qua đường này Đây là khoảng ngắn nhất cách trục Qua phía bên kia mình sẽ đi qua khoảng bằng vậy Thì mình sẽ đến điểm tương ứng trên hình chiếu Vậy nó khá là hợp lý Đây là hai ảnh đối xứng Đây như là một cái gương vậy mình có thể hình dung nó như là bề mặt nước và mình nhìn nó qua một cái góc nhất định. Không biết vậy có dễ không ta? Nhưng nói chung là mình đã tìm được hai điểm, đã tìm được hai điểm định nghĩa trục cần tìm. Bây giờ mình sẽ nhập nó vào một cái là âm 1, âm 5, cái còn lại là 1,1 để xem mình nhớ đúng không? Chứ nhớ mình hơi tệ. À, vậy một cái là âm 1, phẩy âm 5 và cái còn lại là 1,1. Và mình thấy là và cái mình nói là đúng là mình làm đúng rồi khi mình làm vậy phép đối xứng đã xảy ra mình thấy nó hoàn toàn đi từ điểm này và giờ cái màu xanh của mình đã đi qua bên mình muốn vậy là mình sống